Ok, chào Trung. Xin mời Trung. Ok, em chào anh cơ quan, chào cô chú anh chị đang theo dõi buổi live tối ngày hôm nay. Thì gặp ok, em cảm ơn cô chú anh chị. Cảm ơn thầy Thì Thơ. cái nội dung buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta có nói về cái nhân vật đó là cái Hoàng Thị tên Minh là Hồng. Hoàng Thị Minh Hồng, Ừ, đúng không ạ? đúng rồi. Thì cái vụ này thì cũng không phải là lâu gì cả, mới đây thôi. Thì cũng sau một cái thời gian thu thập tài liệu chứng cứ từ ngày 5/6/2023 đó, thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh người ta đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với cái nhân vật Hoàng Thị Minh Hồng sinh năm 1972 về tội trốn thuế theo quy định tại khoản 3 điều 200 của Bộ luật Hình sự. Và tất cả các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Thì về số tiền đó thì qua quá trình điều tra thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh người ta cũng xác định được là Hoàng Thị Minh Hồng nên đã trốn thuế với số tiền là 5,2 tỷ đồng. Thì trước mắt thì cái nhân vật này đã nhận tội, đã thừa nhận hành vi phạm tội, và có một cái chi tiết đáng chú ý đó là đã có đơn xin khắc phục hậu quả để được hưởng khoan hồng. Đúng rồi, đại diện gia đình của cái nhân vật Hồng này, bị can Hồng này, đã nộp khắc phục trước số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an thành phố Hồ Chí Minh. Đấy là cái nội dung vụ việc ban đầu là như thế. Thì nó cũng có nhiều cái mà em đầu tiên thì em cảm thấy là nó cũng hơi ngạc nhiên, thế nhưng sau thì em nghĩ lại thì em lại thấy chuyện này nó hết sức là bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì là cái nhân vật Hoàng Thị Minh Hồng này đó thì là được cho rằng là một người hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Ừ. Đấy, thế nhưng mà sau khi bị bắt về hành vi trốn thuế thì các cái kênh thông tin chống phá nhà nước Việt Nam chúng ta, không riêng các cái kênh đâu, như RFA, VOA, BBC hay là Thời Báo rồi vân vân cả, thì kể cả những cái kênh khác đấy, kể cả như bọn khủng bố Việt Tân hay là các thứ, rồi một số cá nhân khác thì nó đều lên tiếng, nó đăng tải các cái bài viết và nó yêu cầu là gì đó là cao nhất cái Hợp Quốc và Hoa Kỳ là quan ngại, thì rồi về việc bắt thế này thế nọ, rồi vân vân và vân vân, và yêu cầu là trả tự do ngay cho Hoàng Thị Minh Hồng. Mà thường là những cái đối tượng nó hay lấy một cái từ rất là mỹ miều, đó là nhà hoạt động, đúng không ạ? Nhà hoạt động. Thì như chúng ta theo dõi, chúng ta cũng biết là trước đây thì cũng có những người khác, tự như Phan Mai Lợi, Đặng Đình Bách, Nguyễn Thị Khanh, Bạch Hùng Dương, vân vân, thì hầu hết là đều bị truy tố về hành vi trốn thuế. Trong đó có những nhân vật mà đã được giảm án do chức hạn. Thì ở đây thì em không hiểu là cái cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc hay là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hay là các cái tổ chức blogger hay facebooker khác hay youtuber, không hiểu là những cái thành phần này nó lấy cái thông tin nào nó cho rằng Việt Nam chúng ta là vi phạm vấn đề này vấn đề kia, rồi người Ý bốc mớ vân vân và vân vân cả. Thì em không hiểu là nó lấy cái thông tin ở đâu đấy. Thế nhưng mà ở đây tôi thấy rất là có một điều như thế này, ở Việt Nam chúng ta đó thì không phải là cái nhóm này của Hoàng Thị Minh Hồng này, cái tổ chức cái hội này là đầu tiên, mà rất nhiều cái chúng ta nhớ là ngay kể cả với con đài nó thừa nhận là cái hội anh em dân chủ của nó hoạt động ở Việt Nam tới 4-5 năm mới bị bắt mà, đúng không ạ? Đúng rồi. Có nghĩa là gì? Đó là anh hoạt động trên từng các cái lĩnh vực ở Việt Nam đó, thì cái này tuân thủ rất pháp luật Việt Nam rất rõ ràng. Bây giờ anh ở quốc gia vậy thôi, bây giờ cái hội của anh là cái hội bảo vệ trẻ em ở Mỹ chẳng hạn, thì anh hoạt động thì anh cũng phải tuân thủ theo pháp luật của Mỹ chứ. Anh không thể là anh bảo là tao là người không, như anh hoạt động không được, thì đó là hết sức. Và đây cái hành vi đi bắt là hành vi gì? Là hành vi trốn thuế, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân hay thế này thế kia thôi, hay là khủng bố nhằm lật đổ chính quyền hay vân vân. Không phải, nó không liên quan đến yếu tố chính trị, mà rất rõ ràng ở đây nó là yếu tố môi trường. Yếu tố môi trường thế là anh nhận các quỹ đầu tư, đúng không ạ, của các tổ chức phi chính phủ về, thế anh nói là anh hoạt động vì môi trường xanh sạch đẹp đó ở Việt Nam. Ok, ủng hộ, bạn em rất là ủng hộ các hành động như vậy. Thì ví dụ như hoạt động môi trường, anh có thể trồng rừng, anh có
có thể nạo vét kênh mương, anh có thể làm cái việc khác như là có thể là phối hợp với ông David Dương đúng không ạ, trong cái vấn đề mà xử lý rác giúp đấy, xử lý rác giúp cho chính quyền ví dụ như là đưa cái quỹ đó về đúng không ạ, anh có thể trích một phần nào đó ra để phối hợp với ông David Dương để giải quyết vấn đề là tiêu hủy rác chẳng hạn, thì đó nó cũng là hoạt động với môi trường và hoạt động với môi trường rất rõ ràng, quan tỷ đến yếu tố chính trị. Yếu tố ở đây là nếu như nó liên quan đến yếu tố chính trị thì nó lại là khác nữa, nó lại là rất là khác mà không liên quan. Và rất rõ ràng là ở đây chúng ta thấy là các cái tổ chức này đúng không ạ, các tổ chức này nó trên danh nghĩa là các tổ chức phi chính phủ và hoạt động về các lĩnh vực không quan không liên quan gì đến chính trị, thế nhưng nó lại thành lập các cái tổ chức mang tính chất xã hội dân sự, nó xây dựng một cái quyền lực mềm trong xã hội để nhằm gì ạ, nhằm tác động vào chính trị. Nó sẽ cho rằng là như vậy. Chúng ta thấy rất nhiều các cái tổ chức ở Việt Nam thì khi mà nó được thành lập, nó gọi là đầu tư từ các cái quỹ hoặc là các cái tổ chức là phi chính phủ của các nước thì nó rất là mỹ miều, nó đều hoạt động nào là bảo vệ trẻ em, nào là bảo vệ môi trường, bảo vệ thế đúng không ạ? Nhưng mà thực tế là nó đi một vòng thì lúc đầu thì nó cũng đi theo cái chiều hướng đó, thế nhưng chỉ được một thời gian thôi thì ngay lập tức nó sẽ đá xéo sang nó đổi chỉ. Ví dụ như là chúng ta có thể nhìn thấy một cái ảnh Hoàng Thị Minh Hồng cầm đấy, nào là con chúng tôi hay là chúng tôi cái gì đó, con của tôi sạch, môi trường sạch, là không khí sạch vân vân, thế nhưng ở dưới lại có chính quyền sạch. Thế nào là chính quyền sạch? Bây giờ định nghĩa thế nào là chính quyền sạch, và bản thân Hoàng Thị Minh Hồng lấy cơ sở nào để khẳng định là chính quyền nào là chính quyền sạch và chính quyền nào là chính quyền không sạch? Nếu như các anh các chị cảm thấy cái chính không sạch thì các anh phải có cái bằng chứng, các anh đưa ra là các anh cái tổ chức nào không sạch, đúng rồi, mà không sạch nào đúng không ạ, anh phải đưa ra được chứ không phải là các anh nên bây giờ ở Mỹ các anh nên các anh là cầm cái bảng khẩu hiệu đó các anh bảo là chính quyền mình không sạch đi, các anh có làm được cái đó, các anh nói như vậy nó vô căn cứ đúng không ạ, và mục đích ban đầu của các anh nó là hoạt động vì môi trường nhưng mà rồi lòi cái môi trường là gì, là chính thì nhà hoạt động, nhưng mà thực tế là gì, mà chúng ta hay gọi nó là bọn của dân chủ muội, nó lợi dụng các cái vấn đề đó, nó tác động vào cái yếu tố chính trị ở Việt Nam, mà ở đây chúng ta thấy rất là vô lý. Cho dù ở cao ủy Liên Hợp Quốc hay là một cái tổ chức hay là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì chẳng nữa đúng không ạ, thì cái anh không có đủ thẩm quyền để các anh yêu cầu Việt Nam phải thả thế này thả thế kia. Thế bây giờ thử hỏi là bây giờ cái nhân vật Hoàng Thị Minh Hồng này, thế thì hoạt động với môi trường nó không liên quan đến yếu tố chính trị đúng chưa, cái tổ chức sinh ra nó là thế, thế thì nó có liên quan Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không, Bộ Ngoại giao có tài trợ không, có chỉ đạo hoạt động không đúng không ạ, hay là Hoàng Thị Minh Hồng có nằm trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hay không, có một thành viên trong đó hay không, hay là trong cao ủy Liên Hợp Quốc hay không, hay là có liên quan đến chính phủ Mỹ hay không, hay các tổ chức đó hay không, mà tự dưng lại bảo là liên quan đến Hoàng Thị Minh Hồng thì bỏ tả. Xin thưa, ví dụ các nhà hoạt động mới đây chúng ta thấy này, ở ảnh hưởng xung đột giữa Nga và Ukraine, ở Đức có một cái chị gì đấy đúng không ạ, cũng là lên là phản đối cái vấn đề là mở lại các cái nhà máy điện hoạt động than đá này của nước Đức, ra cầm bản chính phủ Đức nó sẽ cổ đấy, ai kêu gọi thả nó ra cười nó. Đúng không? Thế thì tại sao là rất là vô lý? Cái người đó phạm tội gì? Thế tại sao các anh ấy xích cổ người ta như thế? Mà trong khi đây là hành vi rất rõ ràng, đây là hành vi trốn thuế. Và bản thân Hoàng Thị Minh Hồng cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đại diện gia đình cũng đã gì ạ? Nộp 200 triệu để khắc phục khoản đầu. Thế thì chả lý do gì mà một cái nhân vật trốn thuế mà các anh lại đi can thiệp, các anh bảo trả tự do, các anh vô lý vậy? Người hoạt động ở Việt Nam, dù các anh là quốc tịch gì, các anh đến Việt Nam thì các anh vẫn tuân thủ theo pháp luật của Việt Nam. Thế không thể là các anh bảo là tôi là ở cái tổ chức này, hay là tôi được chụp ảnh chung với ông Obama thì tôi sẽ chụp đó. Mẹ ngày mai được không? Lên công Photoshop không? Chụp ảnh với lại Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc thì công ty toàn thế giới này không làm gì cũng được à? Đúng không? Tôi chụp cái ảnh ở đây tôi chung này. Đó, tôi chụp ảnh cùng với ông Antonio Guterres này, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Tức là tôi đi nước nào tôi thích làm thì tôi làm. Tầm bậy làm gì có chuyện đó, đúng không ạ? Cái việc anh chụp ảnh với ai đó là việc của các anh, nó thuộc về quan hệ cá nhân. Với hai nữa, bây giờ ông Obama, ông là cựu tổng thống, cũng nghỉ hưu rồi. Ông trở thành công dân bình thường của
ông có là đương kim tổng thống thì ông cũng can thể can thiệp một cách đáng sợ vào công việc nội bộ của Việt Nam như vậy. Các anh không thể bao che cho một nhân vật vi phạm pháp luật của quốc gia khác, đúng không ạ? Anh cứ bảo tự do dân chủ nhân quyền, là tự do ngôn luận, tự do thông tin, tự do báo chí. Thế mà cái nhân vật Ed Wood Scandal nó tự do ngôn luận đấy. Thích nói gì nói đây, nó nói có mấy câu câu truy nã được tận chân trời góc biển, không có tha cho người ta không? Sao các anh buồn cười nhỉ? Đúng không ạ? Các anh không đưa một tiêu chí nào đó hay là các anh lấy cái vị trí quốc là cam là khác. Các anh kêu gọi là gì? Phải tôn trọng luật pháp quốc tế, đúng không ạ? Hay là chúng ta lấy một cái ví dụ thế này thôi, tôn trọng luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, thì cứ cái quốc gia nào mà các anh không ưng á, thì các anh cài đợi ra phe đối lập xong rồi, các anh lấy một cái lý do nào đó, như đơn giản nó chỉ một lọ muối thôi, các anh đưa lượm của các anh đánh nhà đất nước người ta tan hoa cửa nhà xong rồi các anh bảo tình báo nhập, xong hết chuyện, đúng không ạ? Thế thì hiến chương Liên Hợp Quốc ở đâu, luật pháp quốc tế ở chỗ nào? Ở Việt Nam chúng ta ví dụ có những cái hội mặc dù là bảo vệ quyền trẻ em, thế nhưng mà động đến quyền lợi của nó thì nó vác trẻ em ra đường cầm băng rôn khẩu hiệu, trong khi đó các cháu nó có hiểu gì đâu, đúng không ạ? Sai đúng ạ. Và trong đó ở Mỹ người ta thích cái 5 tuổi tuổi để đọc mặt, nhưng mà thấy ảnh tôi còng tay lại những cái hình ảnh đó, nếu như ở Việt Nam á thì cao ủy Liên Hợp Quốc được bảo vệ quyền trẻ em, được một số nhà này nhà kia lên tiếng gào lên, thế sao ở Mỹ sao thấy thằng nào gào, không thấy thằng nào có nào gào cả, hay là nó đứng ở bột nó ăn rồi, hay là sợ nó vả đó, nó đeo kem, đúng không ạ? Rõ ràng mỗi một quốc gia người ta có một pháp luật riêng. Hãy cùng nhau vào cái vấn đề này, là vấn đề này vẫn kia được. Các anh bảo là chính quyền Việt Nam như thế này, như kiểu các anh có bằng chứng, đúng rồi, chứ không phải các anh lên các anh nói một cách nó trắng trợn, nó vu khống vậy. Nhưng thành thật đó, chúng ta thấy rất là nhiều, trước đây nó nói rất là nhiều, nó vẽ ra rất là nhiều thứ, thế nhưng mà thực tế bây giờ chứng minh này, bằng những hình ảnh thực tế này, Văn Đài này, Hải Điêu Cầy, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, vân vân, chúng nó có bị xây dựng một tí nào, đúng không ạ? Hay là cú Huy Hàm cũng thế, mồm thì cứ bảo tuyệt thực 80 ngày, với lại tuyệt thực 120 ngày, người thì béo như lợn sữa, đúng không ạ? Thế nhưng mà thấy rất là vô lý, thế cái thông tin đó nó thực tế ra đó, nó hình ảnh nó sờ ra đó, đúng không ạ? Thế thì bản thân các anh lên cái chờ chén các anh, mà trong khi đó các anh là đại diện cho một quốc gia, một chính phủ, mà trong khi đó cái đối tượng mà bị trốn thuế ở Việt Nam bị truy tố rất là nhiều, thế tại sao các anh không lên kêu gọi trả tự do cho tất cả những người trốn thuế đi, mà lại chỉ có mỗi nhân vật Hoàng Thị Minh Hồng này? Đấy, thế bây giờ các anh bảo là nhân vật trốn thuế mà các anh kêu gọi trả tự do cho người ta, thế pháp luật của quốc gia nó có pháp luật, bây giờ tôi kêu gọi chính phủ Mỹ bỏ hết, trả tự do hết, hết cho những người mà phạm tội ma túy được không, hay là phạm tội về nổ súng được không, làm sao được? Cái đó người ta bảo thằng này là đủ năng, đúng không ạ? Ăn nói vô láo, ăn nói tục, không hiểu cả đấy. Thế bản thân những cái cơ quan tổ chức này cũng vậy thôi, thì nó có rất nhiều mà nó rất là lạ, rất là lạ. Những cái người nào mà nó có cái vấn đề gì đó, nó lại cho rằng ta là vấn đề này vấn đề. Mà rõ ràng đây là công dân của Việt Nam, anh vi phạm pháp luật Việt Nam thì anh phải chịu sự trừng phạt của pháp luật chứ, làm sao anh có thể là đứng trên pháp luật được? Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, đúng không ạ? Thế thì anh phải tôn trọng những cái vấn đề nó thuộc về một quốc gia. Thế thì bản thân nếu như mà Hoàng Thị Minh Hồng này mà không vi phạm thì đời nào người ta nhận tội, đúng không ạ? Và đời nào gia đình người ta đi khắc phục hậu quả, rất là vô lý, chúng ta thấy rất là nhiều. Mà ở Việt Nam chúng ta đó, thì về cái góc độ môi trường là gì? Việt Nam chúng ta trong thời gian gần đây, mặc dù chúng ta vẫn đặt cái mục tiêu tăng trưởng phát triển kinh tế, chúng ta cũng rất coi trọng vấn đề bảo vệ môi trường. Chúng ta theo dõi, chúng ta thấy biết thôi, ví dụ như luật bảo vệ năm 2020 đã nhấn mạnh rất rõ, đó là gì? Đó là bảo vệ môi trường là điều kiện nền tảng yếu tố trọng tâm tiên quyết cho phát triển kinh tế xã hội bền vững. Đấy, và chính phủ cũng tạo điều kiện hết sức cho những tổ chức cá nhân có những đóng góp tích cực cho công tác bảo vệ môi trường, thì cái điều này đều được nhà nước ghi nhận và tôn vinh, đúng không ạ? Đồng thời là gì? Đồng thời Việt Nam chúng ta cũng xử lý các cái trường hợp mà vi phạm về môi trường. Ví dụ một số công ty người ta xả thải
đúng không ạ, không qua xử lý thì đều bị cơ quan chức năng người ta khởi tố, thậm chí người ta xử phạt hoặc khởi tố. Đấy, giống như kiểu mà một bộ phận chúng ta là gì, một bộ phận người dân đã bị dẫn dắt, rõ ràng là cái công ty Formosa nó thuộc của Đài Loan, thế nhưng mà nó làm môi trường ở Hà Tĩnh bị ô nhiễm, thì các ông lại kéo nhau sang đại sứ quán Trung Quốc. Có sao không kỳ vậy, trong khi lúc nào các ông cũng ra rả là các ông là không công nhận thế này thế nọ, Đài Loan phải là một quốc gia, phải là thế này thế nọ, rồi đề nghị Liên Hợp Quốc công nhận. Đấy, thế nhưng mà thôi gì, khi trước mặt nó là như vậy, nhưng mà sau về góc độ ngoại giao, ngay kể cả vừa rồi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ hay còn gọi là Ngoại trưởng đấy, Antony Blinken đấy, đúng không ạ, ông ta cũng khẳng định rất rõ là gì, không công nhận Đài Loan là một quốc gia. Thế sao không thấy đứa nào lên kêu gào đi, không thấy đứa nào nói đi, đúng không ạ? Thế thì ở đây là nó sử dụng, nó sử dụng là gì, dưới hình thức là những tổ chức hoạt động này hoạt động kia, nhưng mà thực ra nó xây dựng là gì, các cái tổ chức xã hội dân sự, nó tạo ra một cái quyền lực mềm khi mà các cái tổ chức dân sự này nó hình thành ngày càng nhiều và gì, và ngày càng chiếm ưu thế trong xã hội, thì nó sẽ giống như cái lúc ta hay nói là nó sử dụng cả cái chiêu trò, đúng không ạ, rồi nó thao túng tâm lý vân vân và vân vân cả, nó tác động, nó kích động cho người dân xuống đường thế này thế kia, rồi cuối cùng là đi lật đổ chính quyền. Cái này thì nó rất là rõ rồi, nó không công khai được thì nó sử dụng danh nghĩa này danh nghĩa kia để nó hoạt động thôi, chúng ta không lấy gì làm lạ. Và hiện nay ở Việt Nam ta thì cái việc mà các cái tổ chức hoạt động về các lĩnh vực này nó không phải là ít, nó không phải là ít đó. Và cụ thể nhất đó, là trong cái vấn đề mà liên quan đến các cái đối tượng này này, là ngay cả BBC người ta cũng đặt câu hỏi cho một cái nhân vật đó là ông Ben Swanton đó, thì về cái lĩnh vực nó cho rằng là các cái tổ chức quốc tế đó làm thế nào để buộc Việt Nam chúng ta phải chịu trách nhiệm về những cái vấn đề là bắt các cái nhà hoạt động thế này thế nọ. Thế nhưng ông này ông trả lời rất rõ là gì, hành động quan trọng nhất mà các nước phương Tây vốn tự hào là có chính phủ dân chủ và pháp quyền có thể làm để giải quyết việc vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, là bản thân họ cũng phải vi phạm nhân quyền, được chưa? Ông trả lời rất là rõ, có nghĩa là ý của ông muốn nói là các cái nước này đó, các ông luôn tự hào là được dân chủ thế này thế kia, ông muốn giải quyết được cái việc vi phạm nhân quyền ở Việt Nam thì đầu tiên ông phải ngưng ngay cái việc vi phạm nhân quyền ở các quốc gia của các ông đã. Đúng rồi. Chứ phải ở quốc gia của các ông thì ông cho rằng là đấy là chúng ta, chúng tôi là gì, thực thi công lý, thực thi pháp luật, rồi là bảo vệ nhân dân. Thế chứ ở Việt Nam người ta không có cơ quan chức năng, không có bộ máy nhà nước, không có công cụ, không có phương tiện để thực hiện các cái việc như của các quốc gia các ông thì sao? Nó đơn giản như cảnh sát ở Mỹ nó bảo mày bỏ tay lên trên vô an đấy, nhưng các ông không bỏ, đúng không? Thế là nó rút súng ra, nó bỏ vào phát thì công lên công ca ngợi nó là gì, là bảo vệ pháp luật, thực thi công lý, bảo vệ an toàn cho người dân. Nhưng ở Việt Nam một cái nhóm khủng bố nó tấn công vào hai trụ sở, người ta thực hiện, người ta bắt nó rất là đơn giản. Xin thưa, ở Mỹ là người ta tiêu diệt rồi, làm gì còn mà bắt, đúng không? Thế nhưng mà tại sao lại phải bắt như thế? Thế ông bắt thế, bắt thế nào, bắt thế nào? Hay là bảo tôi, các anh ơi, các anh lại đây, các anh đứng lại đây đấy, các anh ngồi lên ghế đây để em ngồi xuống, em bắt các anh à? Hay là thế nào? Tội phạm là tội phạm, chúng ta phải hình dung ra như vậy. Đã là tội phạm thì anh đừng nghĩ đến anh là tôi là sẽ phải có quyền này quyền kia. Anh có quyền này quyền kia nhưng anh phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Ví dụ anh có quyền thuê luật sư vào chữa, đúng không ạ? Anh có quyền thế này thế nọ, ví dụ như quyền thăm gặp thân nhân, nếu như cơ quan chức năng người ta không yêu cầu là tạm thời không giải quyết thăm gặp. Rồi anh có quyền tiếp xúc lãnh sự nếu anh là công dân nước ngoài. Đấy, anh được bảo hộ nếu như là công dân nước ngoài, trong quy tố tụng của Việt Nam người ta quy định rất rõ các vấn đề đó. Chứ anh không thể nào anh phạm tội xong anh bảo là tao là người dân, tao phải được thế này. Có, anh phải nhận thức cho nó rõ như vậy. Thế tại sao mọi người đều bình đẳng trước pháp luật mà anh lại có thể đứng trên người khác như thế, đúng không ạ? Mà bản thân anh là hoạt động về môi trường. Hoạt động về môi trường có nghĩa là gì? Là môi trường xanh sạch đẹp để hướng con người đến chân thiện mỹ. Mà bản thân mình thì dơ giấy, thì trốn thuế, bản thân mình thì vi phạm pháp luật. Thế mà các anh đi hoạt động cái gì cho nó xanh sạch đẹp được, cho nó chân thiện mỹ được, đúng không ạ?
Các anh hoạt động như vậy không những anh nhận của các tổ chức quốc tế mà có khi anh còn phải bỏ thêm kinh phí của cá nhân và gia đình anh ra hoạt động. Thế nó phải gọi là đáng là tôn vinh để hướng con người đến chân thiện mỹ. Mà lĩnh vực môi trường là anh đi làm việc về môi trường. Chứ không phải là môi trường là các anh đi các anh can thiệp vào công việc chính trị của các nước khác hay là can thiệp vào cái vấn đề xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật ở Việt Nam. Cái điều đó nó không đúng, nó hoàn toàn nó không đúng. Và nó đi ngược lại với cái tôn chỉ mục đích của các cái tổ chức đó. Thế thì qua cái sự việc này hay là các cái đối tượng khác cũng vậy thôi. À, tự dưng nó lại đi kêu cho có 5-6 đối tượng trốn thuế. Thế ở Việt Nam bao nhiêu người trốn thuế? Sao nó kêu? Đúng không ạ? Thì đó là chúng ta thể hiện rất là rõ thì em không khẳng định 100%, thế nhưng em chỉ đặt ra câu hỏi là liệu các cái nhân vật này nó có hoạt động cho các cái tổ chức đó không, và nó có hoạt động cho Bộ Ngoại giao Mỹ hay không, mà tại sao lại các cái tổ chức này người ta lại quan tâm một cách nó thái quá và công việc nội bộ của Việt Nam như vậy. Đúng rồi. Và lại đi bảo vệ cho các cái đối tượng mà nó vi phạm pháp luật ở Việt Nam như vậy. Nên thì qua những cái vụ việc này chúng ta thấy rất là rõ là sau khi cơ quan chức năng người ta làm rõ, người ta khởi tố án, khởi tố bị can, người ta bắt tạm giam, thì ngay lập tức là gì? Là thông qua các cái trang mạng để tạo xã hội là chúng nó lên, chúng nó ngay lập tức là nó xuyên tạc, nó bị đặt và nó vu khống cho Việt Nam chúng ta lại vi phạm thế này, vi phạm thế kia, đúng không ạ? Và rất là vô lý, nó là gì, nó lại còn đặt khe yêu cầu cho chính phủ Việt Nam là phải thế này, phải thế kia. Nên trong khi rất là rõ, đúng không ạ? Về mặt ngoại giao các anh nó thể hiện là gì, tôn trọng thể chế, tôn trọng Việt Nam chúng ta là gì, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, có độc lập, có tự do. Thế anh lại can thiệp như vậy, nó là mục đích gì? Anh có phải là ai mà nước lớn anh muốn làm gì cũng được không? Nó có phải là gì? Nó độc tài không? Cái đấy, cái từ cái đó chúng ta thấy rất là rõ. Thế thì qua cái việc này đó, thì thực tế mà nói thì chúng ta nhìn nhận là gì? Trong cái bối cảnh hiện nay của đất nước chúng ta đang trong cái giai đoạn phát triển, thì cái việc chúng ta mở cửa để cho các cái tổ chức, các cái công ty, các cái sĩ nghiệp người ta đến làm ăn tại Việt Nam nó chuyện hết sức bình thường. Rồi cũng như là cái sự phát triển của công nghệ như hiện nay chúng ta 4.0, 5.0, đúng không ạ? Thì cái việc mà nó có những cái mặt trái của nó tác động vào cái tư duy, cái nhận thức và cái ý thức của một bộ phận nhỏ người dân thì theo em nghĩ nó hết sức bình thường. Và thông qua đó thì người ta đã bị các cái tổ chức, các cái kênh YouTube hoặc là các cái blogger người ta nhắm đến, người ta chi phối cả về bằng hình thức những lời ăn tiếng ngọt, lời ngon tiếng ngọt, hoặc là kể cả là sử dụng bằng tiền, đúng không ạ? Người ta chi phối, người ta tác động để cho những cái người này người ta có những cái hành động, có những cái lời nói, có những phát ngôn, đúng không ạ? Nó không đúng so với quy định pháp luật và nó không đúng với sự kiện thực tế. Đến khi bị xử lý thì các anh các chị lại cho rằng là thế này thế nọ, đúng không ạ? Thì cái điều đó chúng ta thấy rất là rõ, biết là nhà nước có hiến pháp, có pháp luật, có quy định rất rõ ràng và đảm bảo đầy đủ các quyền tự do dân chủ của người dân. Thế nhưng anh nên nhớ là tự do dân chủ không có nghĩa là anh muốn làm gì cũng được, anh muốn nói gì thì nói nha. Các anh đừng có nói là muốn nói gì thì nói, ngay kể cả ở Mỹ thôi, các anh còn chưa được cái phép là nói gì thì nói. Và khi các anh đưa ra một thông tin thì đòi hỏi nó phải đảm bảo được các cái yếu tố, đặc biệt là gì, nó phải thực sự là đúng cái tình tiết, nó là khách quan, và các anh phải có bằng chứng cụ thể để các anh đưa ra, chứ không phải là các anh lên trên không gian mạng các anh ngồi các anh tố hết người này người kia, người này thế này, người này thế kia, người này trốn thuế, người này là nợ tiền hay bất phân cả. Nhưng mà các anh lại chả đưa ra được một cái cơ sở nào để các anh chứng minh cho điều đó. Thì rất rõ ràng là qua cái sự việc này, các cái đối tượng này thì họ thấy là cái bộ mặt của những cái thành phần mà dân chủ của ấy, ai gọi là dân chủ của ấy, hay là những cái thành phần cơ hội trong nước thì thấy rất là rõ thôi. Thế nên là nếu mà chúng ta tìm hiểu thông tin nó không kỹ, đến khi mà chúng ta thiếu đi cái ý thức mà cảnh giác cũng như là chủ động trong cái vấn đề tiếp nhận thông tin này, thì từ cái vấn đề đó chúng ta sẽ bị nhiễu loạn thông tin. Và chắc chắn là khi đã nhiễu loạn thông tin thì chúng ta sẽ có cái phân vân, đúng không ạ? Và từ cái phân vân đó, nếu chúng ta lựa chọn sai, chúng ta có những hành động sai lầm ảnh hưởng đến an ninh trật tự hoặc là vi phạm các quy định của pháp luật, thì chắc chắn các anh cũng sẽ bị xử lý thôi. Cái chuyện đó là hết sức bình thường. Tại sao bao nhiêu người, đúng không ạ, bao nhiêu người mà
người ta cũng lên trên không gian mạng, người ta cũng chia sẻ, người ta có ý, người ta cũng có những quan điểm cá nhân, nhưng người ta lại không bị xử lý. Nhưng mà cá nhân mình bị xử lý được cái đó thì mình cũng cũng phải đặt lại câu hỏi. Nó giống như kiểu là cái Facebook của em thôi, khi em qua cái diễn đàn của Quân Trương với lại của Nguyễn Văn Đài em bình luận, em mọi người thì không sao mà em bị ảnh hưởng ra, thì em cũng phải đặt lại câu hỏi đó là xuất phát từ em chứ. Thế em định chơi thế nào mà bị người ta khóa, đúng không? Nếu như mà người ta cảm thấy tự do dân chủ ok thì mang tính chất khách quan thì anh có thể trả lời hoặc không trả lời. Nhưng mà các anh là thực hiện các hành động ví dụ như là tố cáo hay là phản ánh lên Facebook cho rằng người ta vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng thì đó là bản thân các anh nó đã chả có tự do ngôn luận rồi, đúng không ạ? Chả có tự do ngôn luận rồi, huống chi các anh cứ đi kêu gào cho ai thấy rất là vô lý. Thì chúng ta thấy rất là cái điều này thì không phải nó diễn ra bây giờ mà nó diễn ra rất nhiều nơi rồi và nhiều năm nay rồi. Đấy, thì qua cái việc này thì em chỉ mong muốn chia sẻ là gì, đó là dưới các cái chiều bài nó không hình thức này thì hình thức khác thôi, không tổ chức hoạt động vì môi trường thì nó cũng vì là cây xanh hay là vì chó vì mèo hay là vì chuột gì đó, rồi cái mục đích cuối cùng của nó cũng hướng đến chỉ có một mục tiêu, đó là xóa bỏ cái vai trò lãnh đạo của Đảng cũng như thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam ta. Thì cái bài học của các nước thì nó quá nhiều rồi, em nhắc đi nhắc lại rồi, đúng không ạ? Thì mọi người tiếp nhận thông tin làm sao theo em nghĩ nó phù hợp để chúng ta nhìn nhận cho nó thấu đáo, cho nó thực sự nó khách quan, và không phải tự dưng hôm nay chúng ta được như ngày hôm nay, chúng ta cứ ngồi phè phè, chúng ta ăn sáng cà phê không, chúng ta lên Facebook, đúng không ạ? Nó phải có cái môi trường ổn định chứ. Bây giờ các anh thử sang cái chỗ bắt mất bắt mèo thì các anh lên, các anh live stream, các anh chửi bới xem liệu các anh có ngồi được không, đúng không ạ? Thì cái đó là chúng đã thấy rất là rõ. Thế thì cũng hy vọng là cô chú anh chị tham gia thì chúng ta có thể tự do bày tỏ quan điểm cá nhân mình. Thế nhưng khi mà chúng ta cảm thấy cái nội dung nào mà chúng ta chưa đầy đủ cơ sở, chưa có cái gì để chúng ta khẳng định thì chúng ta cũng nên cẩn thận. Bởi vì chúng ta nói nó là tự do của mình. Thế nhưng mà anh lại bảo ví dụ như tôi đề nghị là anh Thơ Quang nó nợ tôi 2 tỷ chẳng hạn, nhưng thực ra không có, đó là anh lại vi phạm vào cái quyền và lợi ích hợp pháp của người khác rồi. Đó là anh cũng là vi phạm rồi, đó là anh vu khống người thế. Thì cảm ơn anh rất là nhiều ngày hôm nay nó trục trặc nhưng mà cũng cho em chia sẻ. Cái khó, nói chung là khó thì ló ra cái khác thôi. Thì một lần nữa thì anh cũng cảm ơn Trung rất là nhiều. Có một cái vấn đề này nó hơi ngoài lề một tí, nhưng mà thật ra nói tiếng ngoài lề chứ nó cũng có một cái chút gì đó, nó có sợi dây liên hệ ở đây, liên kết ở đây. Tức là mình, cá nhân mình có đôi lời muốn gửi đến những nhà mà gọi là hoạt động môi trường trước đây, hoạt động môi trường, hoạt động, nhà hoạt động đi, gọi là nôm na các nhà hoạt động trước đây, hiện tại và tương lai muốn trở thành những nhà hoạt động. Thực ra thì đứng trên tư cách cá nhân thì nói cho đúng ra thì mình cũng không có là cái gì để gọi là gửi lời nhắn nhủ đến mọi những cái người đó, những người có mang tư tưởng gọi là trở thành nhà hoạt động á. Nhưng mà mình chỉ thấy có câu chuyện như thế này á, thì rất mong là những nhà mà hoạt động á, những nhà hoạt động trong mặt kép á, nhìn qua đó để thấy. Thế qua nói thật, cá nhân Thơ Quang đó, bây giờ các bạn gom hết các nhà hoạt động trong đất nước Việt Nam này đi, nhà hoạt động mà muốn chống phá, nó có tư tưởng mà chống phá chế độ, chống phá nhà nước á, các bạn cũng không đủ tuổi, gom hết luôn á, cũng không đủ tuổi với thằng Hoàng Chi Phong ở Hồng Kông. Trung công nhận của anh điều đó không? Dạ, chính xác hôm nay. Không đủ tuổi với Hoàng Chi Phong ở Hồng Kông. Nhưng tại sao Thơ Quang có là muốn mọi người nhìn đến là Hoàng Chi Phong đó, hoạt động mà nó hoành hành cả như Hoàng Chi Phong quá nha, cũng được a bờ cờ chống lưng rồi hậu thuẫn rồi ghê gớm kinh hoàng lắm nha. Nhưng mà cuối cùng như thế nào, to lắm, ồn ào lắm, tới nước cuối là gì, sắp xếp cho mày qua tới Mỹ có một cuộc gặp ở trong Hạ viện hay là Thượng viện gì đó, Thơ Quang quên rồi, làm cho hoành tá tràng lắm. Nhưng mà cuối cùng số phận nó đi đâu, Hoàng Chi Phong nó đi đâu, đúng không? Mặc dù cái đó là cái chuyện của một quốc gia khác, đúng ra là mình không lên tiếng, nhưng Thơ Quang muốn nêu cái hình ảnh nó ra để cho cái những cái nhà hoạt động á, nhìn vô đó. Thơ Quang có
không hiểu được lý tưởng của các nhà hoạt động cỡ nào, tầm nhìn vĩ đại của các nhà hoạt động ra sao thì theo Quang không biết. Nhưng mà theo Quang chỉ biết rằng cái hình ảnh của Hoàng Duy Phong á, ở đây để cái hình ảnh đó chúng ta thấy rõ là gì, đúng chưa? Chúng ta thấy rõ là gì? Suy đi tính lại, nó chỉ là những con cờ cho những thế lực nó sử dụng trong một cái thời gian nhất định nào đó thôi, chứ thật ra nó chẳng có một chút giá trị nào cả. Nó chẳng có một chút giá trị nào cả, đúng không? Họ xài xong, họ xài xong, họ sử dụng xong rồi họ cũng vất vào trong cái xó nào đó thôi, nó đi vào quên lãng. Đừng có mơ mộng găng cái má cho lớn vào, cho đẹp vào là nhà hoạt động thế này, nhà hoạt động thế nọ. Nhà hoạt động gì mà lại trốn thuế? Thế nếu mà Thơ Quang đưa góc nhìn theo cá nhân của một người dân của Thơ Quang, cái góc nhìn gọi là rất là bình dân bình thường, Thơ Quang chỉ nói như thế này: đúng ra các tổ chức mà nó kêu gào á, nó phải cảm ơn công an thành phố Hồ Chí Minh mới là đúng. Tại sao cảm ơn? Rõ ràng nhân vật Hoàng Thị Minh Hồng đã trốn thuế, thì chúng ta trốn thuế có thể hiểu là gì? Có nghĩa là thẩm thục cái ngân sách, đúng không? Hoặc là nó thẩm thục cái số tiền gì đó của cái quỹ mà nó tài trợ cho cái tổ chức của Hoàng Thị Minh Hồng lập ra đó, để tư túi cá nhân. Thì rõ ràng là công an thành phố Hồ Chí Minh họ đã có biện pháp ngăn chặn rồi, còn gì nữa? Không biết quay qua cảm ơn họ thì thôi, đúng không? Còn lại đưa ra cái bộ mặt gọi là cái gì, cháo chợ ăn cháo đây bác, mà giống như là, mà cuối cùng á, giống như Thầy Quang nói, thật ra là 65 tổ chức nó càng ồn ào thì nó càng lòi ra cái độ ngu cho người dân Việt Nam họ nhìn thấy thôi. Càng ồn ào càng nhìn ra cái độ ngu thôi. Tự hào lắm, tổ chức phi chính phủ thế này, tổ chức phi chính phủ thế nọ, nghe rất là nực cười. Thật sự nghe rất là nực cười. Thơ Quang biết rằng là có những thành phần bên kia, nếu họ nghe được cái like này thì họ cho rằng Thơ Quang là thế này thế nọ, mà tùy họ thôi, tùy cái cá nhân họ, cái đôi góc nhìn cá nhân của họ, họ có quyền tự do họ nhìn nhận như nào đó quyền của họ, đúng không? Nhưng mà ngược lại, đây là cũng góc nhìn của cá nhân của Thơ Quang, và Thơ Quang cũng có cái quyền nhìn, cái quyền tự do cá nhân của Thơ Quang nhìn nhận về một cái vấn đề nào đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất, mình nhìn nhận cái gì nó đúng. Cái gì nó đúng, và cái gì nó phải có cái tính logic cơ sở trong đây. Đúng không? Rất là tức cười. Rồi thì cái buổi live hôm nay thực ra thì nó có đôi chút trục trặc về kỹ thuật, ảnh hưởng tới sự chia sẻ của khách mời, và chắc cũng ảnh hưởng chút ít đến mọi người, thì rất mong mọi người thông cảm nha. Thì qua cái câu chuyện, cái chủ đề liên quan tới Hoàng Thị Minh Hồng, chúng ta cùng nhau trao đổi chia sẻ hôm nay, thì tôi quan tin rằng thì chắc mọi người sẽ có thêm những góc nhìn cho mình nữa về cái câu chuyện này, đúng không ạ? Và thực bằng nó rất là tức cười, một câu chuyện nó chẳng liên quan gì tới chính trị chính em gì cả, chỉ là một cái công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vi phạm pháp luật Việt Nam về hành vi trốn thuế, đúng không ạ? Vậy mà các tổ chức rồi gì đó trên thế giới gắn cái mác hoạt động vì môi trường ghê lắm, nó kêu gào, nó kêu khóc còn hơn ông Diệm chết ngày xưa nữa. Không ai nói thật, nó kêu gào, nó khóc còn hơn ông Diệm chết ngày xưa nữa. Như câu chuyện của ông Diệm mà mọi người thấy không, có bao giờ tụi nó kêu gào, tụi nó gào khóc không? Không bao giờ dám. Thế tức cười không? Vậy cuối cùng á, cái bộ mặt của cái lũ ba que nó nằm ở đâu mọi người? Thì tự mọi người nhìn nhận nha, tự mọi người đưa ra cái nhìn nhận nha. Còn góc nhìn của Thơ Quang về cái lũ ba que này nó quá rõ rồi đó. Thì một lần nữa thì Thơ Quang xin cảm ơn tất cả mọi người, và cũng khuya ha, Thơ Quang xin phép dừng cái live tại đây, và xin hẹn
gặp lại mọi người vào cái buổi live lần sau. Xin chào tạm biệt, chúc mọi người ngủ ngon nha, bye bye.